Adaptive City Mobility, ACM là hãng xe khởi nghiệp mới được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Đức. Tại ACM, quy tụ rất nhiều giám đốc điều hành đến từ các nhà sản xuất xe danh tiếng như BMW, Audi và Opel. Kể từ khi thành lập, ACM tập trung vào nghiên cứu phát triển mảng phương tiện di chuyển bằng điện giá rẻ, nhỏ gọn và hiệu năng cao cho người dùng bình dân, nhất là ở các khu vực đô thị, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả của quá trình nghiên cứu này đã được hãng cụ thể hóa bằng việc vừa cho ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình với tên gọi ACM City One. Theo đó, thì mẫu ô tô điện được phát triển với sự giúp đỡ của hãng Magna và có 4 cửa, một cabin dạng mô đun và cụm pin có thể thay thế cho nhau. ACM City One là mẫu xe điện nhỏ gọn, có kích thước dài, nhân rộng, nhân cao, lần lượt là 3,6m x 1,65m x 1,67m và nặng 950kg. Điều này làm cho nó trở thành một chiếc xe ô tô chuẩn phân khúc A thông thường ở châu Âu, chứ không phải là một xe điện 4 bánh quadricycle kiểu như Renault Twizy và Citroën Ami. Xe được trang bị động cơ điện sản sinh công suất 34 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 110 km/h. Cùng pin 24 kWh có một phần có thể thay thế được bằng 4 vali pin có công suất 2,4 kWh mỗi cục, được đặt dưới cốp khi hết năng lượng, cho phép di chuyển trong quãng đường tối đa là 240 km hoặc 360 km với tùy chọn roof box, pin nằm trên nóc xe. Đối với quá trình sạc pin, chiếc xe sẽ mất khoảng 5 tiếng để sạc đầy với bộ sạc tiêu chuẩn đi kèm và khoảng 8 tiếng đối với ổ cắm gia đình. Nội thất ACM City One khá đơn giản với mặt táp lô trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn, khe gió hình tròn, một vài nút điều khiển vật lý được bố trí trên cụm điều khiển trung tâm và một số ngăn chứa đồ. Cabin xe có thể phù hợp với tối đa 5 người lớn, với cốp dung tích 400 lít, có thể lên tới 1.450 lít nếu gập hàng ghế sau và có thể chở tối đa được 380 kg hàng hóa. Giá dao động của ACM City One sẽ từ 10.000 đến 15.000 euro, khoảng 269.000 đến 404 triệu đồng và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dacia Spring, một trong những chiếc xe điện rẻ nhất trên thế giới. Hiện nay, ACM tuyên bố rằng họ đã có được hơn 208.000 đơn đặt hàng cho City One với giá trị tiềm năng hơn 3 tỷ euro. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt sẽ được bắt đầu từ năm 2023 vì hãng vẫn muốn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm hơn nữa.